Xin kính chào quý khách hàng, em là Huyền, tư vấn bán hàng tại Mazda Nguyễn Trãi. Ngày hôm nay em Huyền làm video này là để giới thiệu đến quý khách hàng một sản phẩm của Mazda luôn được giới trẻ yêu thích cũng như những doanh nhân thành đạt lựa chọn, đó là chiếc xe Mazda 6. Mazda 6 bên em sẽ có 3 phiên bản, trong đấy thì sẽ có phiên bản động cơ 2.0, có hai sự lựa chọn 2.0 Deluxe và 2.0 Luxury. 2.5 chỉ có duy nhất một phiên bản, đó là 2.5 Premium. Cả 3 phiên bản đều có kích thước tổng thể giống nhau, dài rộng cao lần lượt là 4.865mm, 1.840mm, 1.450mm. Xe có chiều dài cơ sở là 2.830mm, chiều khoảng sáng gầm xe là 165mm. Theo như em Huyền được biết thì khoảng sáng gầm xe của Mazda 6 còn cao hơn 15mm so với khoảng sáng gầm xe của Toyota Camry. Về thiết kế, xe được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế Kodo, linh hồn của sự chuyển động. Về tổng quan thiết kế mang đến cho chiếc xe một vẻ đẹp hài hòa giữa sự trẻ trung, lịch lãm nhưng không kém phần khỏe khoắn và sang trọng. Em Huyền xin giới thiệu qua về phần đầu xe của chiếc xe Mazda 6. Nổi bật lên là cánh logo của Mazda sáng bóng và sang trọng, thể hiện là cánh chim không mỏi. Tiếp theo là đến những cái thanh ngang mở rộng hơn ở phần mặt ca lăng kết hợp với cả đường viền mạ chrome sáng bóng to bản lối liền giữa hai cặp đèn, tạo một điểm nhấn đẹp mắt cho phần đầu xe. Về cụm đèn của Mazda 6 thì được trang bị là đèn LED, tức là hệ thống đèn LED, đèn pha LED, đèn cốt LED. Hệ thống đèn của Mazda 6 sẽ có đèn tương thích thông minh được trang bị trên bản 2.0 Luxury và 2.5 Premium, sẽ tự điều chỉnh được khoảng sáng pha cốt giúp người đi đường an toàn hơn. Đối với phiên bản 2.0 Deluxe thì nó là được trang bị đèn mở rộng khóc chiếu khi đánh lái. Phần đầu xe được trang bị thêm 4 mắt cảm biến giúp cho người lái xe tiến lùi di chuyển an toàn hơn. Mazda 6 thì nổi tiếng là động cơ Skystit. Theo như mình được biết thì cái động cơ Skystit là động cơ có tỷ số nén cao nhất trong hệ thống xe hơi, đó là 14.1. Cái động cơ này là để nâng cao cái hiệu suất làm việc của động cơ, giúp cho xe khỏe hơn, di chuyển được mượt mà hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Xe sẽ có hai động cơ, động cơ 2.0 thì sẽ cho công suất tối đa là 153 HP, có nghĩa là sức ngựa tại vòng tua 6.000. Moment xoắn tối đa là 200 Nm tại vòng tua 4.000. Còn đối với động cơ 2.5 thì sẽ cho công suất tối đa là 185 HP sức ngựa trên 5.700 vòng tua. Moment xoắn tối đa là 250 Nm trên 3.250. Mỗi một sản phẩm Mazda được giao đến tay khách hàng thì Mazda Nguyễn Trãi bên em sẽ làm công tác PDS để kiểm tra tổng thể xe một lần nữa và bổ sung những cái dung dịch để đạt chuẩn như nước rửa kính, nước làm mát, giao đến tay khách hàng đi được yên tâm hơn. Ngoài ra thì Mazda còn được trang bị thêm những cái tấm chắn chống ồn, chống nhiệt, cách ồn cách nhiệt tỏa vào khoang lái. Về phần thân xe thì ta sẽ nhìn được nhiều hơn về cái thiết kế Kodo, linh hồn của sự chuyển động. Những đường gân dập lổi kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe giúp cho chiếc xe khỏe khoắn hơn, uy quyền hơn như những người chủ nhân đang sở hữu. Phần mâm xe của chiếc xe Mazda 6 thì sẽ có hai kích thước. Đối với cả bản Mazda 6 2.0 Deluxe và 2.0 Deluxe thì sẽ có kích thước là 17 inch. Còn trên bản 2.0 Luxury và Premium thì sẽ có kích thước là 19 inch và sơn xám, đen xám, rất là sang trọng và sáng bóng, thể thao hơn. Gương chiếu hậu được tích hợp gập điện, chỉnh điện, tích hợp xi nhan gương thì giúp cho người lái xe cũng như là những phương tiện cùng chiều, ngược chiều di chuyển để quan sát được tốt hơn. Ngoài ra trên gương chiếu hậu với bản 2.0 Luxury và 2.5 Premium ta sẽ có cái chức năng cảnh báo điểm mù trên gương. Nhìn rõ không em? Cảnh báo điểm mù trên gương. Khi mà có vật nó cảnh báo điểm mù thì đèn sẽ màu vàng, sẽ nhấp nháy. Tiếp đến là tay nắm cửa. Tay nắm cửa thông minh, có nút khóa cửa hoặc mở cửa thông minh, chỉ cần ấn một chạm. Ta dùng bấm vào nút này sẽ không cần dùng đến chìa để mở cửa. Rất là thông minh ạ. Tiếp đến là phần đuôi xe. Phần đuôi xe của Mazda 6 được thiết kế thanh thoát hơn, đẹp mắt hơn.
đối với cụm đèn kéo dài, đèn pha kéo dài giữa ra thân xe, giúp cho ánh sáng quan sát tốt hơn. Được trang bị 4 cảm biến giúp cho người lái xe hạn chế được những cái sự va chạm. Xe được trang bị ốp cản thể thao rất là đẹp mắt, cam lùi. Xe được trang bị cam lùi rất là led, cam lùi của Mazda rất là led ạ. Về phần cốp xe thì ta có thể có cái sức chứa đến khoảng 500 lít. Mazda đã trang bị cho quý khách những cái thảm để chân này, những cái thảm để chân và một bộ tủ cứu hộ. Có chiều dài cơ sở là 2830mm. Cái chiều dài cơ sở dài như vậy thì cũng giúp cho cái khoang xe ngồi được thoải mái hơn. Xe được trang bị ghế bọc da cao cấp rất là mịn. Xe có đèn trần này, giúp cho khách hàng ngồi có thể đọc sách, quan sát tốt hơn. Bệ tì tay, cốc để nước trang bị khá là đủ. Cửa gió điều hòa đằng sau, mình có thể điều chỉnh cửa gió điều hòa đằng sau. Với người cao khoảng độ 1m6 như em Huyền thì ngồi rất là thoải mái. Còn một khoảng rất là rộng nữa mới đến được trần cũng như phía trước. Trần rất là xa nữa, khoảng hơn 20mm nữa thì mới chạm được cái ghế trước. Đấy là đối với cả một người có chiều cao khiêm tốn như em Huyền. Với vị trí ngồi lái của em Huyền đây thì ghế sẽ được là chỉnh điện. Ghế chỉnh điện 10 hướng rất là thuận tiện. Xe có nhớ vị trí, hai vị trí. Những cái nút bấm ở phía bên tay trái của em Huyền thì cái nút này nó là tính năng của nó là tăng giảm cái khoảng sáng, cái khoảng cao của đèn, tắt chống trơn trượt, tắt hỗ trợ làn đường và cái nút i-stop tiết kiệm xăng, tắt cảm biến xung quanh xe. Đây là những cái phím tắt. Vô lăng thì được bọc da cao cấp 3 chấu, có mạ chrome này, rất là sáng bóng, sang trọng. Những cái nút bấm ở bên tay trái của em Huyền thì nó là đàm thoại, nghe gọi rảnh tay này, tăng âm lượng, truyền bài, truyền kênh. Còn những cái phím ở bên tay phải của em Huyền là cái chức năng chân ga tự động cruise control, tăng hoặc giảm. Có lẫy chuyển số trên vô lăng. Hệ thống đèn của Mazda sẽ là đèn pha tự động. Tự động được điều chỉnh ánh sáng khi mà ánh sáng không đủ hoặc tự động tắt nếu mà ánh sáng đủ. Hệ thống gạt mưa, hệ thống cần gạt mưa cũng là gạt mưa tự động. Nút bấm thông minh start stop. Mazda Collect được trang bị là màn hình giải trí 7 inch, mình có thể sử dụng cảm ứng khi mà xe dừng. Còn trong quá trình mình di chuyển, hệ thống cảm ứng sẽ ngắt đi, bởi vì đấy là cái tính năng an toàn của xe. Mình sẽ sử dụng bằng cái cụm Mazda Collect trung tâm, rất là tiện ích. Mình có thể nghe gọi rảnh tay, kết nối Bluetooth, USB. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, hệ thống điều hòa hai vùng độc lập hoặc là một vùng tự điều chỉnh. Em Huyền xin báo giá đến quý khách hàng 3 phiên bản của Mazda 6 như sau. 2.0 Deluxe sẽ có giá là 819 triệu đồng, 2.0 Luxury sẽ có giá là 899 triệu đồng, 2.5 Premium sẽ có giá là 1.019 triệu đồng. Xe đang được chương trình khuyến mại lên đến 20 triệu đồng, tổng giá trị khuyến mại lên đến 20 triệu đồng. Bên em Huyền có hỗ trợ hồ sơ trả góp lên đến 80% giá trị xe. Đối với phiên bản Deluxe 2.0 Deluxe, quý khách hàng chỉ cần bỏ ra là 180 triệu đến 200 triệu là quý khách hàng có thể mang xe về. Để có được cái ưu đãi tốt hơn, những cái chi tiết nó khuyến mại nhiều hơn thì em Huyền rất mong có được sự liên hệ của quý khách hàng qua số hotline của em. Em Huyền cảm ơn mọi người đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại.